Sao bạn đã trở lại kênh của D-Review? Ngày hôm nay mình muốn các bạn đi tìm hiểu về iPad 2018 và 2019. Hai em iPad này có những điểm gì khác biệt và nổi bật? Cùng mình tìm hiểu nào! Màn hình của iPad 2018 và 2019 chỉ tăng cách nhau có 0.5 inch. Thật sao? Xem nào! Màn hình của iPad 2018 và 2019 thì có mật độ điểm ảnh là 264 ppi, tương thích và hoạt động hiệu quả với bút Apple Pencil. Chiếc bút thần thánh thì sở hữu trên các dòng sản phẩm cao cấp như iPad Pro sẽ xuất hiện trong phiên bản giá hời, phục vụ cho nhu cầu công việc, học tập mà Apple hướng tới. Tiếp theo là sự khác biệt rõ ràng mà nhận thấy đầu tiên đến từ màn hình của hai chiếc máy tính bảng này. iPad 2019 sở hữu màn hình lên tới 10.2 inch, lớn hơn rất nhiều so với iPad 2018 chỉ sở hữu màn hình 9.7 inch. Vì vậy, không gian hiển thị và sử dụng của iPad 2019 rộng hơn và sẽ đã hơn rất nhiều khi bạn trải nghiệm. Mặc dù vậy, iPad 2019 có màn hình lên tới 10.2 inch và hỗ trợ bàn phím rời của Apple thì mình nghĩ là sẽ hỗ trợ rất là nhiều trong cả công việc, học tập và giải trí. Hai chiếc iPad này có sức mạnh tương đương với iPhone 7 và 7 Plus và cùng sở hữu con chip A10 mạnh mẽ. Cả iPad 2018 và iPad 2019 đều tương thích với hệ điều hành iPadOS 13, sở hữu nhiều tính năng đa nhiệm hữu ích, hỗ trợ tác lực cho nhu cầu công việc, giải trí, giúp người dùng biến máy tính bảng thành máy tính xách tay tiện lợi. Tuy nhiên, iPad 2019 được sự ưu ái hơn của Apple, cùng bộ nhớ 32GB và 128GB, có RAM lên tới 3GB, lớn hơn iPad 2018 chỉ có 2GB. Đối với những người mà hay sử dụng nhiều ứng dụng trên iPad, thì mình nghĩ là nâng cấp lên 3GB RAM của iPad 2019 là quá là tuyệt vời cho các bạn. Tuy nhiên, đối với mình thì mình không sử dụng quá nhiều ứng dụng. Vì vậy là 2GB RAM trên iPad 2018 là mình nghĩ là sử dụng mượt mà và đủ trải nghiệm cho mình rồi. Như các bạn đã biết thì iPad là dòng sản phẩm mà Apple không chú trọng đến camera như kiểu iPhone. Và iPad 2018 và 2019 cũng như vậy. Thông số cam của iPad 2018 và 2019 đều có cam sau là 8MP và cam trước là 1.2MP. Với độ phân giải không quá cao, nhưng tất cả những bức ảnh mà iPad nói chung hay sản phẩm nhà táo nói riêng đem lại đều có những bức ảnh tuyệt vời nhất cho người dùng. Ngoài ra có những tính năng nổi bật như là quay phim chụp ảnh HD, chụp HDR, live photo và chạm lấy nét đều góp mặt trên bộ đôi này. Mặc dù iPad 2018 được ra đời gần 1 năm nhưng dung lượng pin của 2018 cũng tương đương với iPad 2019 được sử dụng dung lượng là 8.827 mAh, hơn hẳn với iPad Air 2019 chỉ sử dụng dung lượng là 8.134 mAh thôi. Thời lượng pin tối đa cho hai sản phẩm này đều khoảng 10 tiếng. Trên thực tế mình trải nghiệm, pin của iPad 2018 và 2019 đều cho kết quả đáng kinh ngạc. Thời lượng pin mình để on screen trong khoảng 8 tiếng thì hết gần 50% pin. Nếu trải nghiệm đơn giản như là lướt web, xem phim, nghe nhạc trong khoảng 2 tiếng thì thời lượng pin hao hụt của hai máy tương tự nhau và đều khoảng gần 20%. Với lượng pin như này giúp cho mình thỏa sức giải trí, học tập và làm việc trong một ngày rồi. iPad 2019 được đánh giá cao hơn hẳn iPad 2018 bởi vì có tích hợp với bản phím rời của Apple, giúp cho công việc, học tập, giải trí của bạn sẽ tốt hơn và thuận lợi hơn rất là nhiều. Bàn phím thông minh của Apple đóng vai trò bảo vệ hai mặt cho iPad khi di chuyển, nhưng khi cần lại trở thành bàn phím để làm việc. Với tính năng này, người dùng có thể dễ dàng làm việc và thao tác chuyên nghiệp trên iPad 2019, tương tự như iPad Pro hay iPad Air. Mặc dù vậy, với giá mình tham khảo trên thị trường, thì bàn phím rời của Apple có giá khoảng hơn 4 triệu. Với mức giá như vậy thì mình nghĩ là khó tiếp cận đối với sinh viên như mình. Với những hiệu năng tương tự nhau của hai iPad này thì mình nghĩ là iPad 2018 là đủ cho nhu cầu sử dụng của mình rồi. Tuy nhiên, đối với những bạn mà có túi tiền dùng dỉnh hơn thì mình nghĩ là em iPad 2019 này sẽ phù hợp hơn với những cái ưu điểm mình đã kể bên trên. Với giá mình tham khảo trên di động thông minh thì iPad 2019 mới bản 32GB là 9.490.000 đồng. Còn iPad 2018 sẽ có giá là 6.690.000 đồng cho phiên bản 32GB gồm Wi-Fi và 4G. Trên đây là bản đánh giá của mình thì iPad 2018 và 2019. Các bạn có những bình luận và ý kiến như thế nào cho hai em này?
để lại bình luận bên dưới và nhớ like và subscribe kênh của TV Review nha. Chào các bạn.